Ngày 22 tháng 10, Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức chương trình đồng hành gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 tại khu du lịch Dragon Farm với gần 50 gia đình Việt cùng 57 sinh viên Lào, Campuchia. Tham dự chương trình có đồng chí Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố, ông Lon Phan Phao Da Vang, lãnh sự nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại thành phố, ông Kit Sotherik, lãnh sự Vương quốc Campuchia tại thành phố, các ban ngành đoàn thể thành phố. Tại chương trình, đồng chí Phùng Thái Quang, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Lào-Campuchia đã được các thế hệ lãnh đạo nhân dân ba nước dày công vun đắp. Vượt qua mọi không gian, thời gian và những thăng trầm của lịch sử, ba dân tộc ngày càng gắn bó khăng khít. Nhân dân ba nước đã trở thành những người đồng chí, anh em thân thiết trên các mặt trận, cùng hướng về hòa bình, hữu nghị và hợp tác. Với chương trình Gia đình Việt với sinh viên Lào-Campuchia đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phùng Thái Quang cho đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm phát huy truyền thống quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp giữa ba nước. Chương trình là dịp để sinh viên Lào, Campuchia đang học tập tại thành phố Hồ Chí Minh cùng các gia đình Việt gặp gỡ, giao lưu, tăng cường gắn kết tình cảm, là dịp để hiểu hơn về đất nước, con người, văn hóa, lịch sử, truyền thống và mối quan hệ hữu nghị đoàn kết giữa dân tộc Việt Nam, Lào, Campuchia. Được tham gia trải nghiệm cùng với chương trình cũng như cùng với các con sinh viên Lào, Campuchia thì bản thân rất là vui. Mình vui bởi vì là mình được cùng các con tham gia các hoạt động trải nghiệm và mình vui bởi vì là mình được gắn kết các gia đình Việt cùng với các con để có thêm cái tình cảm mẹ con. Thông qua các hoạt động này thì tình mẹ con cũng thêm gắn bó và thêm hiểu nhau hơn. Đồng thời cũng để cho giúp cho các con có được những cái ngày nghỉ thật là vui tươi, tạo cho con sự thư giãn trong cái quá trình học tập của mình. Cùng với các mẹ tham gia chương trình Gia đình Việt thì cũng mong muốn là Liên đoàn Lao động phố cũng tổ chức thêm nhiều sân chơi bổ ích, ý nghĩa để cho các mẹ cùng cả con có được những cái trải nghiệm thú vị. Em cảm thấy rất là vui và háo hức, thấy cái chương trình này rất là thú vị. Và cũng vui theo các bạn, tại vì các bạn được ngày nghỉ, các bạn được đi chơi, được tham gia, được tìm hiểu thêm về đất nước, về con người, về lịch sử, truyền thống của người Việt Nam. Em ở đây cũng được 5 năm rồi. Và lần này là lần thứ 2 mà em đã đi xe buýt đường sông. Cái không khí nó mát mẻ, nó vui, nó thú vị hơn. Tham gia chương trình, các sinh viên Lào, Campuchia yêu thích, ấn tượng khi được trải nghiệm tuyến xe buýt đường sông Sài Gòn Waterbus và hào hứng tham quan, chụp ảnh, tham gia các trò chơi dân gian như tát mương bắt cá, bịt mắt bắt vịt, đu dây qua sông, đặc biệt thử đổ bánh xèo, món ngon miền Tây Nam Bộ. Ngoài ra, các bạn còn được giao lưu văn nghệ, tham gia trò chơi lô tô, quầy số may mắn, đón nhận nhiều phần quà ý nghĩa, vui nhộn.